Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay MeToMe sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm bên 4 chiều dùng cho dòng đàn PA700, PA1000 và PA34X. Thì dòng bên mới của MeToMe sẽ có cổng USB nha các bạn. Các bạn sẽ cắm cổng USB vào đây. Đó, chúng ta cắm vào đây. Đó, sau đó chúng ta cắm vào cái cổng USB phía sau của cái đàn PA1000 này. Hoặc là chúng ta cắm ở trước đây cũng được. Nhưng mà cắm ở trước thì nó sẽ bị vướng. Do đó thì mình sẽ cắm phía sau. Và đây là bảng cài đặt cho MTP 5F USB nha các bạn. Các bạn có thể chụp cái màn hình này lại, là chúng ta có thể dùng cái màn hình này để cài đặt. Và sau đó chúng ta bấm lưu ở đây. Chúng ta bấm ngay chỗ cái mũi tên này này, chúng ta bấm vào thì chúng ta bấm Ray MIDI Reset. Rồi chúng ta đặt tên ở đây. Nếu không đặt tên thì các bạn có thể bấm ngay OK là được rồi. Đó. Rồi chúng ta bấm Yes nha. Đó. Còn cách vào chỗ cài đặt này là chúng ta vào Global này. Sheet này, logo. Xong mà các bạn bấm menu này. Đó. Rồi chúng ta chọn MIDI. À, chúng ta sẽ chọn MIDI in channel. Như vậy là chúng ta có thể cài đặt được như cái bản này. À, sau khi cài đặt xong thì các bạn làm cái bước quay MIDI reset. Rồi quay MIDI reset lại xong các bạn làm như vậy là ok các bạn. À, bây giờ band đã hoạt động được rồi các bạn. À, bây giờ Thái sẽ quấn cho các bạn nghe một đoạn rất là ngắn demo cái chức năng của sản phẩm này. Cánh trên sâu bầu là chúng ta biết rồi nhé. Chúng ta sẽ thấy một cái đèn màu xanh. Khi chúng ta thấy đèn màu xanh này chớp, tức là chúng ta chỉnh ở đây sẽ là ăn vào cái volume của đàn. Đó, chúng ta sẽ thấy nó ăn ở volume ở đây. Đó. Đó. Ăn ở đây, nhưng mà volume này là volume ở trên bên nội bên trong nhé các bạn. Các bạn có thể thấy nó chớp ở đây, tức là nó ăn vào trong bàn phím á. Thì khi các bạn vặn cái volume trắng này nè thì bàn phím của mình sẽ nhỏ tiếng xuống. Đó. Còn khi mà chúng ta vặn ở đây á thì cái này sẽ chỉnh FX1 và FX2 của cái tiếng upper 1. Rồi khi chúng ta nhấn cái đèn xanh đứng lại thì ba cái volume này tương ứng với lại ba cái upper 1, 2, 3 này các bạn. Chúng ta sẽ chỉnh được ba cái upper đó. Đó. Rồi nếu mà chúng ta nhấn đèn màu trắng này này. Đó, khi chúng ta nhấn đèn màu trắng này đây thì bên 4 chiều này sẽ hoạt động 4 chiều thôi và ba cái volume này sẽ tắt đi. Nếu chúng ta nhấn đèn màu trắng đứng lại thì hoàn toàn là tất cả các chức năng khác để bị tắt đi, chỉ còn lại bên thôi. Nếu chúng ta nhấn ở đây, khi mà chúng ta nhấn đèn đỏ thì ở đây là sẽ là volume, ở đây sẽ là volume của cái bass của điệu đó các bạn, bass của điệu. Khi mà chúng ta làm điệu thì chúng ta sẽ có cái track bass á, và cái này nó sẽ giảm cái volume của track bass đó lại. Cái này thì sẽ giảm volume của track drum. Khi chúng ta nhấn qua đèn màu xanh lá cây thì đây sẽ chỉnh cái bass của điệu và đây sẽ chỉnh cho track percussion của cái điệu đó. Đây vẫn là chỉnh cái volume ở bên tay phải của mình nha các bạn. Và bên vẫn hoạt động 4 chiều. Rồi, mình đã giới thiệu sơ qua chức năng của bên 4 chiều hoạt động trên PA1000. Nếu các bạn mà có nhu cầu mua thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình để được tư vấn rõ hơn về các chức năng. Ngoài ra thì các bạn có thể là đặt mua chức năng theo yêu cầu của mình nha. Nếu các bạn cần hỗ trợ thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MeToMe Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.